Còn cái gì để, còn cái gì gọi là đen được hơn nữa không? Đủ combo đen chưa? Chúng nó lại đỏ nữa cơ. Ui chơi hàng đổi qua đổi lại để xui ạc nào nó xui bạn ơi. Mình không có phép hết đỏ đâu. Một tháng hoặc là vài tháng đỏ một lần thì có. Chứ làm gì có bụng đỏ cân trâu. Bạn mơ à? Bạn đang mơ. Cân trâu thì làm gì không có khái niệm đỏ bạn. Đấy bán vừa rồi đấy. Lên level 8 4.5 lên mua rôn thẳng lấy Ergot 2 mua đô 1 tỷ. 1 tỷ con Ergot mua đô đúng không? Rồi thôi anh lên. Anh lên. Gì vậy trời? Đội biến gì vậy? Đủ má. Cái này có phải ép chết đâu. Chó cái này không phải là ấn hộ vệ, là trái tim hộ vệ nhé, không phải là ấn nha. Lên mẹ ăn Zilithai đi. Mà đẹp. Đây là trái tim hộ vệ, không phải là ấn hộ vệ đâu mà đánh chó gác. Hot on the trail. Gì này giống như nãy nữa luôn, nếu không gì nữa luôn. Vui luôn. Xong là vui luôn. Không có thách đấu nào nhỉ? Thì thọt đồ là chắc rồi. Thọt đồ nó là kiểu cái căn bản của cái livestream của mình rồi. Bán nào cũng thọt đồ. Đó là điều hiển nhiên. Bán này mà được như cái thằng bán trước nhờ. Level 6 ra 2 GG. Ôi rồi luôn phê. Thích vẽ lên luôn. Chỉ biết ước. Địa chỉ ngoại binh cái này. Cho anh cái địa chỉ của ngoại binh đi. Ngoại binh đâu? Zilin đép yếu vào lời thì chỉ lấy trái tim hộ vệ. Rồi có con nào hộ vệ để đép không? Trời ơi. Có một cái trái tim máy móc là lấy được. Game đúng ép luôn mà. À nói rồi, bao nhiêu cái đen nó tập trung hết cho mình mà. Này giờ ra con gì cái này. Và hết khóc này. Ra cho tôi con gì lên vào năm đi. Mà Ori cũng được. Thời Camille thì kệ bán, Camille đồ game ngon mà. Mấy con một tiền đồ game mặn như là Camille này, Gray này. On the trail. Hài lòng hài mẹ đi, đẹp luôn đi. Đẹp máu mẹ đi. Thằng bắn bớt cách ly đi cũng được.
bác hèm mơ tí có nhà phát minh à? Không ngon. Ở đây chơi game nghịch lý lắm, người ta đứng ở trên cao, người ta đánh music liên tục, đồ người ta auto đẹp. Đó, ngược lại châu TV auto bán máu, châu thì auto bán máu đồ xấu. Đấy, nó mới tàn. Cái link tí mình không có xài đúng không ạ? Tí bỏ cái link mà. Xài mở ép đi luôn, xài cái link thôi. Đấy. Auto đồ xấu cho xem. Chắc mình làm cái khăn luôn đấy. Mình đánh Zihin mình muốn lắp khăn lắm. Lắp cái khăn luôn. Con Zihin mình không có khăn, cảm giác là nó không được chơi game. Đấy. Đánh khát nước luôn nha. Đấy, ấp 6 đấy đâu, đấy, ra Zihin như người ta coi, một ván nè, Zihin Ori sớm nè. Ta gọi Zihin Ori sớm cái nào. Zihin đi là vui. Không hề có. Không ăn ra hà, đôi khi nó muốn chip. Nó ra ấn pháp sư, pháp sục cũng mệt. Đừng có bắt mấy con liên quan đấy. Con nào lấy trái tim thần tượng không? Không. Thì đến 4 máy móc được các bạn ạ. Thì 4 máy móc có thể kẹp con Zilin này. Con Zilin này cao tới sát thủ cũng ngon. Fit đánh Zihin à? Có tưởng tượng xấu này. Fit đánh Zihin luôn rồi sao? Nhìn lắp cái cung xăng này là nghi nghi lắm. Hoặc là có thể đánh Chitana luôn. Chán bài với Fit là sai lầm rồi. Rồi đấy, nước mắt là đen lên rồi đấy. Nước mắt là thấy cút luôn rồi đấy. Inevitably. Finding a path. Zin Blue còn khăn đấy thì ra mà đâu ra bạn. Bạn tính bắn kích mana cho nó à? Bạn tính kích mana cho người ta. Kiểu đây nè, đây nè, mày thiếu mana đúng không? Tao kích mana cho mày bắn nhá. Kiểu vậy. Thank you.
Thì đấy, tôi chơi game auto thuật đồ mà. Không hiểu ấy, nó đen liên tục các bạn ạ, nó không đỏ được một ván luôn ấy. Đấy, đồ xấu như thế này bạn đâu có chốt được bài đâu. Đúng không? Nhưng người ta ra đồ sớm, người ta sẽ chốt được bài, người ta nên đánh cái gì. Và round tiếp theo họ nên nhặt cái gì ở round chợ. Đấy, kiểu vậy. Còn mình thì auto xấu luôn. Đồ ra muộn thì bạn đâu có chốt được đâu. Rồi đó, gì nhìn ngon. Bố. Thôi, từ từ mẹ, từ từ đi. Mẹ, từ từ các bạn đang có cảnh binh. Quên cái gì? Cứ quên không? Tí xong không có cung nào, không có cung xanh, xong bác chúng nó đánh toàn vệ sĩ. Sao ăn liền? Mùi quen. Bạn yên tâm đi, mấy con ra sớm là nó hay màu sao đến chết, nó yên tâm đi. Mấy cái thể loại ra sớm này hay màu sao đến chết lắm, quen lắm. Quen bờ lờ lắm. May nó còn ra cái đấy. Nó ra cái khác là cút luôn. Nhưng mà mình cần đồ tăng hơn. Ra đồ tăng là lợi hơn. Bạn cũng thọc đồ thì người ta lại lấy được một cái ấn khác, chẳng hạn Pandora này. Bạn không thọc đồ thì người ta sẽ lấy được cái ấn ngon của bạn. Cái gì đó. Tí mình bắt lại sau cũng được, không thì cứ sản kết liên thì cũng chả sao. Lợi tức đi, mình đen mà lúc nào một cái đôi nhiều tiền như người ta. Phải lợi tức đi. Phật được mắt hay gì đến nước mắt. Trông con chán không cái gì. Cùng nếu có một cây thì tôi ăn lên. Cây cung ạ. BF là chắc chắn mất rồi, không thể nào mà còn BF được. Thấy không? Bú cái giáp các bạn ạ. Lấy đồ tăng nhé, bú cái giáp lấy đồ tăng nhé. Không một cây cung. Đấy. Mẹ tôi sẽ bắt lại, giờ bỏ Vi được nè. Sao bắn Vi vậy này, nếu mà thua thì bắn Vi, thắng thì thua. Mà các bạn yên tâm đi, mình chơi Zihin cảm giác mỗi lần mình chơi Zihin nó yếu yếu kiểu gì, yếu xìu. Người ta chơi khỏe lắm nha, mình chơi nó bị yếu. Ván này là bốn máy móc nha, có thêm Zeke nha, là không hề ít đam nha. Các bạn đừng có nói là Zihin ít đam. Zihin hồ 150 đam này, 150 đam này. On my
myself this time. À, 150 chia dây nghe. Don't worry, I am. Tao rất nhảy chắc quá là mình không kẹp tao rất đâu các bạn ạ. À. Tại vì cái ô thần tượng nó sắp lúc này ấy, kẹp tao rất chả có nào đứng được, yếu. Bán này là Blitz Saiyan Giang Nang. À, có dây ke là bao nhiêu đam đây để xem anh. Dây ke chắc tăng được 20 mấy đam, 27 đam, 24 đam. À, 0.8. Đấy, bác này giữ máu tốt nha, đép tiền tốt nha. Chưa có cung săn thì cũng xài tạm con này đi nhở. Xài tạm đi anh em nhở. Chứ cung săn cứ xài tạm vi cho nó có đúng chữ giáp. Cây ra nè, xoay đi. Xoay thôi. By your command. Xoay nhanh còn kịp. Khăn grip phép. Khăn grip phép vô cực. Trời, nó được quyền trượng các thứ đéo đổ tăng luôn nè. Tim băng đi nhở, lắp luôn cái tim băng đi. Khăn vô cực viết phép. Rồi giờ đi nhặt đen máu là thủ thư luôn. Ôi mắc cái gì mà vô đen 2 đấy. Quyền trự kiếm súng hả? Quyền trự kiếm súng chỉ bản ấn thần tượng mà. Ủa thần tượng là quyền trự kiếm súng chỉ ta. Đồ này không thể đánh được gì rồi. Tí bỏ ba con này luôn. Bỏ hết ba con này. Bỏ bớt máy móc đi, đánh hai máy móc thôi. Kẹp con này này. Sion. Để team băng rồi, để team counter thằng thách đấu. Đó là thách đấu. Giờ đi làm quỷ thư anh em. Thôi, cho đồ và giữ máu đi. Viện trưởng rất tinh thần khăn mà bạn không nhận đáy máu, quỷ thư ở đâu ra mà đặt. Rồi quỷ thư đâu? Khổ lắm, không có quỷ thư. Tôi mệt quá, tôi không muốn vậy đâu. Quỷ thư đâu mà đáng. Không cần quỷ thư cút luôn, ở đấy mà không cần. Đúng là cái linh nhà người ta luôn.
thì phải canh ra thần tượng thôi, biết là sao rồi. Khi nào có 3 thần tượng. Ô, level 7, 2 Akali 40 tiền. Kinh khủng thật đấy các bạn ạ. Thằng nào mà nó chỉ cần chung nó bị với mình, nó auto đỏ luôn. Kinh khủng thật. Đẳng cấp. Đồ ghét cho Ori phụ đa bạn cũ cũng săn bạn ơi. Yếu lắm. Đánh phụ cũng săn yếu lắm. Nó cũng săn yếu xìu à. Nè hai cây da này cũng xoay thì đánh cái gì. Cũng xoay người ta chỉ ngu á. Đôi Galio ok. Chưa kịp nữa. The best defense. Còn ta target nữa đúng không? Ô, cái da này đúng chất đấu luôn rồi đấy. Còn ta target nữa. Thiếu con target. Ồ, phước lành này. Ôi, từ từ nha, giáp trụ khổng lồ đi, mình đang thiếu tâm đấy. Phước lành thì ngon thật đấy, nhưng mà giáp trụ đi. Giáp trụ trâu hơn. Thiếu một Taric, Taric chắc thành một lít được. Sing along. Oh. My turn. Lần đầu tiên cho cuộc đời thấy quả này. Ôi rồi ta đến đâu? Ta đến rồi, chết tao. Đây rồi. Don't worry, I am here. Mẹ ơi. Được ván là ổn nát, mà đồ hơi xấu rồi đấy. Đánh đồ này cây ra nó dễ bị sốc chết lắm. Đánh đồ này tí bạn gặp cái thằng đâu rồi, gặp gặp ông này nè. Nói chung là gặp mấy ông Yone với lại ông Akali này dễ cút lắm. Ông này Akali này tên quái nó ra đây cô chẳng xin game luôn. Gặp mấy ông này dễ cút lắm, khó đắng lắm. Ván này con cây ra này siêu tốc đắng luôn ấy. Này hai chấm tốc đắng rồi này. Ừ, dây chuyền chụp tội đỡ quá. Con cá mà tăng. Ai cần lên chết cho con Blitz. Mình có giáp trụ khổng lồ, mình sẽ Sion 1 thôi nhá. Mình cần lên chết đấy, thêm con Blitz để thêm tăng đấy. Không có Blitz thiếu tăng đấy. Ok rồi các bạn. Cần lên chết lắm. Đúng rồi, không giáp tinh thần gặp mấy gì nó chỉa súng vô nó bắn dễ chết cái này này. Kiểu lướt lướt mà lướt ngu lướt qua phát nó chỉa súng vô nó bắn cái gãy súng cút luôn. Lên nổi không? Cái bài này không lên nổi, cái bài nào lên nổi? Bài này không lên nổi thì game nhái sao giờ? Bà này mà không lên nổi thì game nhái liên quân à.
Bỏ tạm máy móc là không được. Trời ơi, vừa máy móc vừa thất đấu. 25% cộng với cái này nữa là 55% tốc độ đánh đấy. Cứ bỏ thôi. Bỏ rồi đi luôn nè. Cái nồi bỏ á. Bỏ đi cút luôn cái gì. Em hiểu bỏ gì luôn. Lót 7 cây da 2 thì kệ thôi chứ sao giờ. May mình lôi được cây da 2 trước vào đấy, đỡ. Không sàn này cũng chả hai đen nữa các bạn. Đây level 8 của DC 2 à. DC Brown 2 cũng có cây da à. Đâu có yếu đâu. Đấy đấy, con Akali này. Con Akali thì người ta khôn lắm nha. Ao tung lướt luôn cái con này của mình luôn ấy. Sợ ấy. Bắn chết mẹ nó đi cũng rồi. Combo. Đấy mới Akali 1 đấy. Tí Akali 2 nó đấm con cây da mà không hụt phát nào ấy. Sợ cái thằng đấy lên Akali 2 lắm. Giờ lấy ra Akali ôm luôn. Nhìn thấy con Akali là ôm luôn đi chứ. Nghe nó tóc 1 đấy. Chết tắm 50 tiền. Nhá yeah. Anh Châu ơi, em không roll luôn. Đấy. Đấy, may mắn này bạn còn được cây ra hai ấy. Đỏ cái, cũng chả đỏ cái lobby này đâu. Cái lobby này cũng toàn quỷ không à nè. Lobby cũng toàn quỷ không à. May là ông còn được đấy, ông được cây ra hai này yếu đâu. Hai ông thất đấu nè. Bạn chưa là gì cả đâu. Đấy, chính người ta kêu không roll nha, tôi nói rồi. Đến lúc tôi nói rồi mấy ông. Ê, từ từ nha, để mình xem nha. Hình như là cái đột biến ván này là đột biến thần rừng đúng không? Đúng rồi. Ván này đột biến là đột biến thần rừng. Nên mình sẽ kiếm một Cassadin cho gác được nè. Đột biến thần rừng nè. Để cho gắt thay Sion không? Để cho gắt thay Sion tặng không? Là con cây da mà nó đỡ chết đấy. Nó được nhiều giáp hay các phép lắm. Không thì lên chết. Không thì lên chết các bạn bỏ con Blitz. Các bạn kiếm con Cassadin đi. Bất cứ con nào cũng được. Là được. Không, lên chết kiếm một con tóc ngon hay con Cassadin mới bỏ vào đây. Bây giờ thì cứ vậy thôi. Tính lên chết đã. Kiếm Manzaha, Cosmo, Cassadin gì đấy. Cassadin là ngon nhất. Nói chung là kiếm con cát là ngon. Má quả dây sinh nó bướng vậy. Kiếm Cassadin là có cả hộ vệ luôn với đột biến. Mình không cần cái vệ sĩ luôn. Chủ yếu là vệ sĩ thì kích cho Galio. Nhưng con Galio mà có cái đột biến này cũng đã được đấy rồi. Để mình thêm kháng phép cho con này, giáp kháng phép đi chứ nó mỏng quá. Nhìn nó mong manh dễ vỡ quá. Lên chết luôn được Manzaha cũng được các bạn. Manzaha cũng ngon. Không có Cassadin thì cốc nó Manzaha lên 9 Manzaha luôn dễ mà. Có gì đâu khó. Thôi xong là Akali 2 rồi. Tha tha Akali tha mà. Akali đừng lướt cho em. Đúng rồi, lướt chứ mẹ Galio chó thế. Đúng rồi. Tha em. Rồi Akali 2 thôi. Đúng rồi. Anh lướt ngu đi. Ây da, cái lướt đúng cái
Đấy, phải có các bạn ơi, phải có. Ôi, 4 Akali rồi nè. Bàn tay không bí Galio luôn. Xong rồi này, xong rồi này. Thì bởi vậy nếu mà mình có cái thần rừng vô nữa là được 90 giáp, 90 kháng phép châu hẳn luôn đấy. Đây top 2 thôi, Akali top 1 rồi. Còn bàn tay công lý Sako đẹp quá này. Victory is soaked in blood. Ôm cái gì nữa, người ta Akali 2 rồi ôm cái gì. Này có mòn. Nó thứ 2 là cái mòn thứ Mundo châu. Time to make Mundo's rounds. Oh, Cassadin là ngon nhất các bạn. Well, time to make Mundo's rounds. The best defense. Ooh, no. Vẫn xin lệnh của CO2 này. Tí giáp nó phép vào đấy. Con Galio cũng vậy này, nó trâu hơn đấy, đỡ. Thấy không? Ủa, may cho đột biến vào ấy, không cho đột biến là con Victor nó kẻ chết luôn đấy. Này, có đột biến cho người này là 140 giáp này, 140 kháng phép, 120 giáp này. Phải không? Giờ con Cassadin thì con Sion ngon hơn. Có cả Cassadin thì con Sion nó sẽ được thêm hộ vệ, với lại được Sion 2 là tăng ngon. Anh em yên tâm, tôi sẽ run chín là Cassadin cho anh em xem. Đấy, thấy chưa? Mẹ cái gì chứ lên là 9 run 1 vàng đối với châu, nó là mẹ đơn giản. Dễ vãi lên luôn, tưởng gì lên 9 tôi run 1 vàng đơn giản. Mẹ đẳng cấp mà. Quen rồi. Trời ơi. Nào cho xe Sion hậu vệ. Lốc thần tượng thì lốc phải chịu được các bạn. Bay hai lần luôn. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Bẹp đi. Ván này top 2 các bạn. Top 2 nha. Top 1 thì no hope rồi đấy. Rồi có Sion đâu, mình lên 2 thì tao đi. Lên 9 roll 4 5 tiền thì khó chứ, lên 9 mà roll 1 tiền đối với tôi thì dễ lắm. Rồi, phát ông này Akali 3 nè. Thôi cho ông này ông lên Akali 3 luôn đi. Để xem ông này ông làm được Akali 3 không. Ván này là ông tự ra hết rồi á. Để cho ông lên Akali 3 đi. Đằng nào cũng thua ông mà. Chịu đấy. Đâu có Akali nào ông lượm luôn đi. Có Akali nào ông đơn luôn đi. Xoắn cái gì nữa. Làm có hút 7 à. Hút 7 cũng không được nữa rồi. Chắc còn được cái tim băng. Chả lấy được cái gì. Đó, đằng kia chết rồi đấy, Sion 2 đi. Ui, mẹ Akali 3. Ui, lên Sako 3, tôi có tưởng lên Akali 3 về ra 2 con Akali thì họa luôn. Akali mà nó làm như tưởng ra Sako cho con này nó trâu hơn. Nội con này không thèm lên hay sao?
Xeo có lên rồi Akaliba. Mà end game mẹ là Akaliba gì nữa. Ơ à? Too late to run. Ôi chi vậy, lên Akaliba đi. Chưa mà. À. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.